Thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc năm mới tới quý cô bác, anh chị. Một năm may mắn, vạn sự bình an, tấn tài, tấn lộc, tấn an khang. Và quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Giới tiên tri cảnh báo, tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, thất thoát tài lộc, tiền bạc đội nón ra đi vì 4 tháng âm lịch đen đủi này. Xem ngay để bảo toàn tài lộc, đón thời giàu sang. Cuộc đời rồi sẽ về đâu, khi còn mộng ước ngọc châu lụa là chẳng cần nhìn chi đâu xa. Quanh ta đầy rẫy bóng ma hình người, thế gian kẻ khóc người cười, tìm đâu cuộc sống vẹn mười như nhau. Công bằng chắc chờ kiếp sau, kiếp này quyền thế áp nhau đọa đày, khổ thân cho phận châu cày, đập đi họ đứng giải bày cùng ai, nhiều người gánh chịu oan sai, cóc ngồi đáy giếng miệt mài khóc than. Quý cô bác tuổi Giáp Thìn thân mến, tử vi học có nói cuộc sống mỗi người mỗi số mệnh khác nhau, có người gặp vận hạn trong thời điểm này, tiền bạc đội nón ra đi, của cải mất sạch, nhưng cũng có người tài lộc ùn ùn đổ vào nhà, tiền bạc của cải cứ thay nhau đến tới tấp, đó là do vị trí của các ngôi sao cát tinh và hung tinh chiếu mệnh. Mỗi năm, mỗi tháng, các sao may mắn và vận hạn sẽ thay đổi vị trí, mang lại may mắn cũng như tai họa, xui xẻo cho các con giáp. Xem tử vi năm 2024, thầy tử vi có chỉ rõ rằng 4 tháng đại hạn cô bác tuổi Giáp Thìn cần đặc biệt lưu ý khi cô bác liên tiếp bị sao xấu hung tinh chiếu mệnh, vận hạn triền miên, xui xẻo liên tiếp, tiền bạc không cánh mà bay. Nếu không biết rõ vận trình về tử vi của mình thì còn có nguy cơ bán nhà trả nợ, tán gia bại sản. Vậy, cụ thể 4 tháng đại hạn đó là những tháng nào, những điều cô bác cần chú ý là gì, làm thế nào để hóa giải và phòng tránh những vận hạn không đáng có, tránh đánh mất một năm Giáp Thìn đầy giá trị, có thêm bình an may mắn và lội ngược dòng thành công. Trước khi đi tìm hiểu nội dung cụ thể, quý vị cô bác đừng quên ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh miễn phí và ấn vào tín hiệu chuông để cập nhật những video mới nhất tới từ kênh Minh Đường Tử Vi nhé. Đồng thời cô bác nhớ hoan hỷ chia sẻ với người thân, bạn bè để cùng nhau tìm hiểu những thông tin bổ ích trên kênh Minh Đường Tử Vi mỗi ngày nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị và cô bác cùng đi tìm hiểu nội dung chính của video ngày hôm nay. Video ngày hôm nay gồm có những nội dung chính như sau. Thứ nhất, đặc trưng tính cách làm nên một Giáp Thìn thông minh, sắc sảo, nhạy bén với thời cuộc. Thứ hai, tổng quan tử vi tuổi Giáp Thìn năm Giáp Thìn đầy đủ trên các phương diện cuộc sống. Thứ ba, tuổi Giáp Thìn sẽ gặp phải những tháng xui xẻo nào trong năm Giáp Thìn. Làm cách nào để gặp hung hóa cát, may mắn tài lộc ùa về và đâu là tháng tốt của Giáp Thìn trong năm Giáp Thìn để phát tài phát lộc, gặp nhiều may mắn. Thứ tư, ngũ hành tương sinh tương hợp trong phong thủy cho người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Và cuối cùng, chuyên mục nhân sinh cảm ngộ và những bài học cuộc sống. Xin mời quý cô bác cùng chú ý theo dõi nhé. Thầy tử vi cảnh báo, tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, đại hạn vỡ nợ, tán gia bại sản, nếu không chú ý 4 tháng xui xẻo này. Giáp Thìn đang vui lắm lúc buồn, tại sao mãi cuốn trong guồng phù hư, não phiền đè nặng tâm tư, chỉ mong giây phút niệm từ để quên. Sinh thời cha mẹ đặt tên, mấy mươi năm lạc trôi bên chợ đời, đời bao nước mắt nụ cười, Giáp Thìn thử hỏi kiếp người còn chi. Người tuổi Giáp Thìn được trời phú tư chất thông minh, ngoại giao giỏi, dễ làm quen với mọi người, nên cuộc sống có nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Những người này tính tình nóng nảy, gấp gáp, cuồng nhiệt, họ luôn chất chứa khát vọng cao xa, có số quan to, thích làm việc lớn, quan trọng. Nếu sinh được giờ tốt, người luôn coi mình là trung tâm và yêu cầu cao, tuy là người khó đoán, nhưng vẫn được mọi người tôn trọng. Người này có số thủy nạn, hạn xấu năm 49 tuổi, vì đứng can giáp, nên tuổi này nếu ra khỏi quê quán sinh sống thì sẽ hiển vinh giàu có. Tuổi này có nhà có cửa khang trang, ruộng đất nhiều, trường hợp ít gặp may mắn cũng được hưởng thừa kế từ ông cha, giúp làm cơ sở để phát triển sự nghiệp và làm giàu. Người sinh năm Giáp Thìn ngũ hành thuộc hỏa, hỏa tinh là chủ tinh ưa màu đỏ, hợp đi về hướng nam,
Chu Tước là biểu tượng, linh vật là Phượng Hoàng, người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Dù là nam hay nữ thì đều sở hữu ngoại hình thanh tú, dễ chiếm được cảm tình của người khác, cũng có khá nhiều đào hoa nở rộ. Tuy không thông minh tuyệt đỉnh, nhưng họ là người nhạy bén với thời cuộc, biết khéo léo lợi dụng hoàn cảnh và con người xung quanh để làm lợi cho mình, vì thế mà họ thường dễ dàng có được thành công. Tuy nhiên, có thể do họ quá khéo léo, ứng biến linh hoạt, biết tuân theo quy tắc ngầm, nên có thể khiến người khác cảm thấy rằng họ giả tạo, sống không thật, gió chiều nào xoay chiều ấy. Giáp Thìn thường dễ bị kích động, củng cố chấp, miệng lưỡi sắc sảo, giỏi ngụy biện nên dễ gây chuyện thị phi. Họ luôn làm việc theo từng bước có sẵn, chỉ có vậy mới cảm thấy an toàn. Song người này cũng có lúc tỏ vẻ tự mãn và coi thường người khác. Khi họ phát hiện ra những cố gắng không ngừng nghỉ trên con đường chính nghĩa của mình bị người khác, đặc biệt là cô bác bè bạn ra tay dùng thủ đoạn cướp mất để lấy thành quả, thì sẽ có cảm giác bị phản bội nặng nề, vừa tức giận lại vừa tổn thương. Song có lúc mất đi lại là được, là ý trời khó tránh, nên đừng quá muộn phiền, họ không có tâm cơ, không giỏi giấu người khác những mục tiêu của mình, mà thường thoải mái chia sẻ với mọi người sở thích hay quá khứ, lỗi lầm của bản thân, nên dễ bị tổn thất bởi những mưu của kẻ tiểu nhân. Đôi khi giấu đi sự thẳng thắn của mình không phải là điều xấu, cuộc sống này ẩn chứa quá nhiều điều xấu xa. Con người cống hiến khi thành thật nên tốt nhất cẩn thận vẫn hơn, khi hành động nên chú ý tới từng chi tiết nhỏ, khi gặp phải trở ngại nên dứt khoát chặt đứt quan hệ với những con người, sự việc khiến mình phải thất vọng, đừng để tới khi lún sâu vào thì muốn thoát thân cũng đã muộn. Về sức khỏe, người này ít khi ốm đau nặng, song nên thay đổi những thói quen sinh hoạt không tốt, nhất là về vấn đề ăn uống. Cuộc đời của nữ mệnh sinh năm 1964 khá tốt đẹp và toàn vẹn, tuy tiền vận hơi khổ cực, nhưng trung vận và hậu vận được an nhàn. Tuổi Giáp Thìn hưởng thọ trung bình từ 79 đến 89 tuổi, họ tuy tiếp nhận vấn đề chậm nhưng lại giải quyết rất nhanh, họ có nhiều sáng kiến và ý tưởng, luôn nhìn thấu được sự việc, nên họ biết đối nhân xử thế, khéo léo trong mối quan hệ, đặc biệt họ có tấm lòng từ bi, tốt bụng và rất quan tâm tới mọi người xung quanh, ai gặp khó khăn thì họ hết lòng giúp đỡ. Với những tính cách như vậy thì nữ Giáp Thìn nên làm về các lĩnh vực như công tác giáo dục, thanh tra, nghiên cứu khoa học, hứa hẹn sẽ đạt được thành tựu cao. Vì có lộc cách, nữ Giáp Thìn nên đi theo con đường kinh doanh, hứa hẹn sẽ thành công và phát tài phát lộc. Nam mạng Giáp Thìn là những người có tính tình hơi nóng nhưng lại tốt bụng, giúp đỡ tận tình nếu ai gặp khó khăn. Những người này có suy nghĩ tiến bộ, tích cực. Tuổi Giáp Thìn còn có một tính xấu, đó là tính họ sống kiêu ngạo, cậy tài mà kiêu ngạo, cứ nghĩ mình hơn người. Sau đó nam mạng Giáp Thìn nên biết mình đang đứng ở đâu, sống ở thời nào mà sống cho thoải mái. Qua những tính cách trên thì họ thích hợp với nghề như giáo dục, thanh tra, hay nếu theo các nghề như là một người nông dân kiểu mới thành đạt hay một người công nhân có chuyên môn cao. Những người Giáp Thìn nam mạng ở tiền vận, công danh phải trải qua nhiều thăng trầm, sóng gió nhưng sẽ xây dựng được chút địa vị từ trung vận trở đi. Con đường công danh mới rộng mở, gia đạo, sự nghiệp và tài lộc được hưởng phúc phần để lại, gia đạo ấm êm, yên vui hạnh phúc cả một đời, sự nghiệp luôn bền chắc, không lo sụp đổ. Tiền bạc luôn dư giả, không bao giờ lo túng thiếu, có số hưởng thọ từ 78 tới 87 tuổi. Người này số đông con, về già được con cái phụng dưỡng, nên làm việc thiện để tuổi già bình yên. Tổng quan tử vi tuổi Giáp Thìn năm 2024. So với tử vi tuổi Giáp Thìn năm Quý Mão, vẫn còn khá thuận lợi. Sang năm 2024, con giáp này mới thực sự phải chịu trận với những hung hiểm phải đối mặt, hung vận gia tăng ảnh hưởng. Do con giáp này phải đối mặt với đồng thời cục diện hại thái tuế và hạn tam tai, bước vào năm thứ hai, khó khăn, áp lực, thách thức là tất cả những gì mà người cầm tinh con rồng không thể tránh được. Đây là năm hầu hết các kế hoạch cũ mới của Giáp Thìn đều vấp phải cản trở nhất định, nguyên nhân tới từ cả khách quan lẫn chủ quan. Khởi sự khó thành, việc cũ dở dàng, điều này cũng đặt ra thử thách cho sự kiên trì và ứng biến linh hoạt của con giáp này. Về phương diện sự nghiệp, năm 2024 có thể là năm hạn nặng nhất trong lần tam tai này, nên tuổi Giáp Thìn được khuyên là làm gì cũng cần hết sức chú ý, mọi việc nên liệu sức mà làm, tránh mục tiêu quá cao, tham vọng quá lớn, kẻo trèo cao thì ngã đau, tốt nhất là nên chịu khó học hỏi để tăng cường thực lực bản thân. Những ai đang tìm kiếm sự ổn định trong sự nghiệp thì năm nay có thể khiến cô bác phải THA thất vọng, vận khí thăng trầm bất ổn, khiến tuổi Giáp Thìn thay đổi để thích nghi, ứng phó mà cũng khó có thể cố định được một chỗ, mọi chuyện chẳng thể nào đơn giản như vậy. Cục diện tương hại cũng khiến con giáp này vấp phải nhiều mâu thuẫn với đồng nghiệp nếu không có đủ sáng suốt để tự bảo vệ mình.
cô bác còn có thể sập bẫy của những kẻ xấu, thậm chí bị bán đứng, làm ăn đổ vỡ, hao tài tốn sức. Với những người đang muốn thay đổi công việc, hiện không phải là thời cơ tốt, dù vẫn có cơ hội việc làm, song quan trọng nhất là cô bác biết mình cần làm gì và muốn gì. Việc chạy theo tiếng gọi đam mê thì chỉ là cái cớ ngụy biện cho sự cả thèm chóng chán của cô bác mà thôi. Hung vận lớn, nhưng không phải không có cơ hội cho con giáp này trở mình. Trong hung tàng cát, sao tốt chủ về công danh là Ấn Quan và Thiếu Dương, sẽ giúp gia tăng phúc thọ, giải cứu nguy nan cho giáp Thìn vào đúng lúc. Chỉ cần cô bác nỗ lực thật sự, thì vận khí chắc chắn sẽ trả lại cho cô bác những gì xứng đáng. Về phương diện tài lộc, tuổi giáp Thìn được dự đoán có một năm tài chính bấp bênh, thu chi mất cân đối, lợi nhuận dễ sa sút, hung vận từ hại thái tuế và tam tai, sẽ khiến con giáp này gặp nhiều khó khăn trong làm ăn, kế hoạch hợp tác sẽ đổ bể vì đối tác quay lưng nửa chừng. Tiểu nhân vận cũng cảnh báo chiêu trò cạnh tranh, chơi xấu từ đối thủ trong năm sẽ tăng lên, bản mệnh nên hết sức chú ý, con giáp này tốt nhất nên cân nhắc khi tham gia các dự án công việc, suy nghĩ kỹ trước khi đầu tư, tránh tiền mất tật mang, đầu tư tốt nhất tùy theo khả năng của mình, không nên ngủ quáng chạy theo trào lưu hay ý tưởng nông nổi nhất thời. Con giáp này đôi khi có thể vì sự bốc đồng mà đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt, thậm chí là phải trả một cái giá không hề nhỏ. Do đó, trước khi hành động, đừng quên cho mình thời gian để cân nhắc thiệt hơn. Làm ăn cái quan trọng nhất là tính chắc chắn, làm đến đâu phải nắm chắc tới đấy. Bản mệnh không nên tham lam ôm đồng quá nhiều thứ cùng lúc, kẻo cái gì cũng chỉ nửa vời, thành công không được trọn vẹn, chi tiêu nên chú trọng tiết kiệm. Những người có thói quen chi tiêu hoang phí sẽ càng dễ rơi vào tình trạng eo hẹp trong năm 2024 này. Ngược lại, người biết tiết kiệm và chi tiêu thông minh sẽ ít chịu ảnh hưởng hơn, dù nguồn thu không tăng tiến là mấy. Nhìn chung, vì vận khí thăng trầm bất ổn, có thời điểm tuổi giáp Thìn liên tục chịu những áp lực về tài chính, hao tốn tiền của và phá tài. Nhưng một khi đã vượt qua, con giáp này vẫn có thể tìm được ánh sáng trong bóng tối bằng chính khả năng của mình và khiến người khác phải ngưỡng mộ. Vậy nên đừng chỉ nhìn thấy khó khăn trước mắt mà vội bỏ cuộc, kiên trì tới cùng mới biết thành quả lớn nhường nào. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Gia đạo dễ xảy ra bất hòa, ảnh hưởng không nhỏ tới tinh thần của bạn. Vấn đề có thể xuất phát từ mối quan hệ vợ chồng, hay bản mệnh phải bận tâm lo nghĩ cho con cái. Bạn nên suy nghĩ thoáng mọi chuyện, đồng thời tiết chế cảm xúc để giữ gìn các mối quan hệ. Về phương diện sức khỏe, bước vào độ tuổi này, đương số không nên cậy mạnh mà bắt cơ thể làm việc quá sức, cần chú ý hơn tới các vấn đề về sức khỏe. Năm nay có dấu hiệu sa sút, không còn được tốt như mọi năm, việc đi lại trong năm cũng cần hết sức chú ý an toàn khi tham gia giao thông, đề phòng gặp tai nạn, thương tật. Tuy nhiên trong một năm thì sẽ có những tháng tốt và những tháng xấu, dựa trên tác động của các yếu tố như can chi ngũ hành tháng đó, sao chiếu mệnh trong tháng đó tốt hay xấu, nên vận trình từng tháng cũng theo đó mà khác nhau. Vậy tuổi giáp Thìn sẽ gặp phải những tháng xui xẻo, dễ gặp tai ương, vận hạn khi nào trong năm giáp Thìn? Và làm cách nào để gặp hung hóa cát, may mắn tài lộc ùa về thì xem ngay luận giải chi tiết dưới đây cô bác nhé. Đầu tiên là tháng 4 âm lịch, nguyệt lệnh kỷ tỵ. Tháng 4 âm lịch năm giáp Thìn, với người tuổi giáp Thìn có chủ vận trình xấu, người tuổi giáp Thìn mạng hỏa, không được thiên can ẩn trong nguyệt lệnh che chở, đầu tháng ngũ hành lâm suy vận, tỷ thiên gây nhiều họa thị phi, kiện cáo gây mất tiền, cuối tháng hung tinh đầy đọa, khiến chính tài lâm suy, khiến người tuổi giáp Thìn trở nên khép kín, bế quan tỏa cảng với tất cả mọi người. Về công việc, trong tháng cũng tăng lên cả về khối lượng lẫn độ khó, áp lực kèm theo không nhỏ, nhưng thu hoạch cũng không hề ít. Nếu bản mệnh đủ kiên trì và quyết tâm tới cùng, ngoài ra giáp Thìn cũng phải chú ý điều hòa mối quan hệ nơi làm việc. Thực tế vận khí trong tháng không quá bết bát, nhờ được nhiều cát tinh tương trợ, giảm bớt phần nào hung hiểm của cục diện tương hại, nên bạn vẫn có cơ hội chuyển mình. Chỉ cần làm đúng theo kế hoạch đề ra, cẩn thận, tỉ mỉ và không ngừng học hỏi, duy trì thái độ cầu tiến, tiến trình phát triển sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Tài lộc có dấu hiệu chững lại, không tăng cũng không giảm, một số kế hoạch đầu tư kinh doanh cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với thực tế hơn, cách làm cứng nhắc, thiếu sự cải cách có thể khiến bạn mất nhiều hơn được. Về sức khỏe, những người tuổi giáp Thìn cũng không có được nền tảng thể chất sung mãn nhất, áp lực công việc lớn, cuộc sống còn nhiều nỗi lo, khiến sức khỏe của bạn có dấu hiệu giảm sút, đôi khi nó còn ảnh hưởng tới công việc, sinh hoạt của bạn. Nhìn chung, đây là tháng người có năm sinh tuổi giáp Thìn cần chú ý nếu di chuyển bằng xe cộ, đồng thời trên phương diện gia đạo của người tuổi này cũng không được tốt, dễ có chuyện mâu thuẫn, bất hòa. Hướng vượng là hướng Tây và Đông Bắc, màu may mắn là màu trắng và màu vàng.
Kế đến là tháng 5 âm lịch, Nguyệt lệnh Canh Ngọ. Năm mới 2024 vào tháng 5 âm lịch cũng thuộc hạng đại hung vì không được Nguyệt lệnh ủng hộ, nhưng may mắn rằng ngũ hành hỏa được che chở nên cũng không quá xấu. Đầu tháng thực thần lâm suy nên mọi chuyện cần phải cẩn trọng. Cuối tháng thất sát lâm địa hãm, cuộc sống của người này tương đối chật vật. Tháng 5 năm 2024 có thể đem đến một chút khó khăn trong đời sống sự nghiệp của con giáp tuổi Giáp Thìn. Có một số thời điểm, bạn cảm thấy quan điểm của mình có một chút quyết liệt nên tránh thái độ ngoan cố, nhờ thế bạn có thể có được sự hỗ trợ. Nguyệt lệnh lâm suy cho thấy tinh thần không được tốt, cộng thêm cơ thể mệt mỏi mới là nguyên nhân chính khiến bạn dễ có quyết định thiếu tỉnh táo. Công việc bấp bênh khi có nhiều thay đổi, đòi hỏi bạn phải thích nghi. Dịch mã chủ về dịch chuyển, dự báo tháng này bản mệnh phải di chuyển khá nhiều, nhưng nếu bạn hoạt bát, thể hiện được khả năng, thì tháng này mong gặt hái được nhiều thành quả, vì thế hãy chủ động đón nhận những thay đổi đang đến với mình bạn nhé. Tài lộc có thu, có chi, nhu cầu cuộc sống tăng cao, khiến kinh tế của bạn không quá dư giả, bạn nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý để không rơi vào cảnh eo hẹp. Đầu tư mạo hiểm cũng không thích hợp ở thời điểm này. Dù lợi nhuận có cao tới đâu, bạn không nên bất chấp tất cả mà bỏ qua rủi ro tiềm ẩn, kẻo mất cả chì lẫn chài đấy nhé. Hướng vượng gồm có hướng Tây và Đông Bắc, màu may mắn là màu trắng và màu vàng. Tháng 9 âm lịch, Nguyệt lệnh Giáp Tuất. Tử vi tháng 9 âm lịch, người tuổi Giáp Thìn được coi là con giáp đen đủi nhất. Đầu tháng Tỷ Kiên mang tới nhiều bất lợi trong làm ăn, kinh doanh. Cuối tháng chính ấn lâm suy mang tới nhiều trở ngại trong công việc thăng tiến, công việc có nhiều khó khăn, áp lực, bản mệnh công sức bỏ ra nhiều. Nhưng khi nhìn thấy thành quả lại không trực tiếp được hưởng lợi từ đó, nhất là trong quan hệ tương xung với Nguyệt lệnh, sẽ mang tới họa tiểu nhân và sự hãm hại. Về tài chính, do đại hao hung tinh hoành hành nên tài lộc khó tụ, có tiền rồi lại hết tiền, tiền vừa vào túi lại đội nón ra đi, kinh doanh buôn bán vẫn có lời, nhưng mức độ không cao, chuyện tình cảm gặp nhiều biến cố, bản mệnh nóng nảy, khó kiềm chế cảm xúc, gây ra không ít xung đột và chuyện muộn phiền. Sức khỏe của tuổi Giáp Thìn giảm mạnh vì tinh thần suy sụp, suy nghĩ quá nhiều và áp lực không được giải tỏa, hãy nghỉ ngơi nhiều hơn, đi du lịch để thay đổi không khí, bên cạnh đó, đề phòng các chứng bệnh về tim mạch, nghiêm trọng có thể bị đột quỵ. Hướng vượng là hướng Tây và hướng Đông, màu sắc may mắn là màu trắng và màu xanh. Tháng 10 âm lịch, Nguyệt lệnh Ất Hợi. Tử vi tháng 10 âm lịch, người tuổi Giáp Thìn tháng 10 được xem là đại xui do ngũ hành Nguyệt lệnh từ đầu tháng tới cuối tháng đều không ủng hộ bạn. Tháng có ngũ hành xung khắc, công việc xuất hiện nhiều trở ngại, tiến độ trì trệ, cách xử lý cũ kỹ cũng dần lộ ra sự bất cập, cần có sự điều chỉnh cho phù hợp. Trước khi tiến hành công việc, bạn cần tính toán kỹ càng, quan sát tình hình để có thể ứng biến kịp thời. Hơn nữa hung vận lớn nên gây sóng to gió lớn, con giáp này làm gì cũng cần tiến hành từng bước, làm tới đâu chắc tới đấy mới tránh nhận thất bại. Tháng này tài tinh bị tổn hại, tuổi Giáp Thìn tốt nhất nên tránh xa cờ bạc, đỏ đen hay đầu tư mạo hiểm, đặc biệt là nên tránh những hạng mục kinh doanh có tính rủi ro cao. Cho dù lợi nhuận hứa hẹn có lớn tới đâu, có những rắc rối tiềm ẩn mà con giáp này không thể lường trước hết được, vì thế chớ nên đánh giá hay chủ quan bất cứ điều gì. Con giáp này cần phải chú tâm hơn vào sự nghiệp của mình, một khi được phân công nhiệm vụ thì phải chịu trách nhiệm cho tới cùng, chuyện đầu tư cũng khó gặt hái được thành quả tích cực trong tháng 10 âm này. Nhiều vấn đề thi nhau xuất hiện, khiến bạn phải tốn quá nhiều thời gian để giải quyết, khiến kế hoạch có xu hướng dậm chân tại chỗ. Ngoài ra, áp lực tài chính và sự nghiệp khá lớn, mọi chuyện không thuận lợi, dễ bị tổn thất về tiền bạc. Cho nên người tuổi Giáp Thìn cần tận dụng các tinh tử vi để giúp mình trong tháng gian nan này. Hãy tập trung vào công việc mà bạn đang làm và chú ý xây dựng mối quan hệ xã giao với mọi người. Có như thế thì lúc bạn gặp khó khăn, sẽ được giúp đỡ và hung vận cũng nhờ vậy mà được giảm đi nhiều. Hướng vượng là hướng Đông Nam và Đông Bắc, màu sắc may mắn là màu hồng và màu xanh. Ngoài những tháng xui xẻo kể trên, thì tuổi Giáp Thìn cũng sẽ có cơ hội làm giàu trong năm Giáp Thìn qua tháng phát tài của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 dưới đây nhé. Đầu tiên là tháng 6 âm lịch, Nguyệt lệnh Tân Mùi. Tử vi tuổi Giáp Thìn năm 2024 báo hiệu, đây là tháng vận khí khá hanh thông, việc khó có người giúp, hợp tác làm ăn hay hồn hạp đầu tư đều sinh lời, buôn bán có lộc, làm ăn hái ra tiền. Đặc biệt là người tuổi Giáp Thìn có thể nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ bí mật từ quý nhân trong sự nghiệp vào tháng này, đối phương đóng vai trò chỉ điểm. Còn hành động vẫn phải do bạn đảm nhận, chớ nên dựa dẫm quá nhiều vào người khác, bạn cần cố gắng tự lực cánh sinh mới mong gặt hái được nhiều thành tựu.
vận khí khởi sắc trong tháng còn có lợi cho tài vận của bạn, có thể nhận được khoản lợi tức từ đầu tư, hoa hồng, đãi ngộ chức vụ. Nhìn chung, tiền bạc tự tìm tới, giúp bạn nhanh chóng cải thiện cuộc sống. Tháng 7 âm lịch, nguyệt lệnh nhâm thân. Nhờ tam hợp cục nâng đỡ, sự nghiệp và tình duyên tuổi Giáp Thìn khởi sắc trông thấy, mâu thuẫn lứa đôi được giải quyết, có thể đón tin vui về con cái trong nhà, tiền bạc cũng rủng rỉnh, không phải lo nghĩ nhiều. Cụ thể với công việc, nhờ có tam hợp thái tuế, công danh sự nghiệp của những chú rồng khá lý tưởng, con giáp này có nhiều cơ hội để thăng tiến lên vị trí cao hơn, cũng có nhiều không gian để phát triển theo con đường mình mong muốn, khó khăn, trở ngại cũng sẽ sớm được khắc phục, cứ kiên trì tới cùng. Sẽ có quý nhân giúp sức, kết quả khả quan, gặp thiên thời địa lợi, dù đôi khi tinh thần làm việc chưa quá hăng say, nhưng mọi thứ tiến triển khá thuận lợi, ít phát sinh sự cố bất ngờ, có điều ngũ quỷ xuất hiện, mang theo dấu hiệu tiểu nhân đeo bám rõ ràng, làm gì tuổi Giáp Thìn cũng nên thận trọng. Tháng này tài vận của tuổi này cũng có nhiều khởi sắc, có tài tin soi chiếu, chính tài và thứ tài đều có thu hoạch nhất định, có thể cân nhắc đầu tư, nhưng cần tỉnh táo và đề cao cảnh giác, biết đúng thời điểm, biết dừng đúng lúc, kẻo ham mê quá rồi trắng tay, đừng quên mọi việc đều cần tính toán cẩn thận, nên đặt an toàn và ổn định lên trên hết. Tháng 8 âm lịch, nguyệt lệnh Quý Dậu. Tháng này tài lộc của người tuổi Giáp Thìn nhìn chung ổn định, càng đi làm thì càng có thu nhập, lợi nhuận thu về không hề nhỏ, người làm kinh doanh tự do có lộc buôn bán, nên có thể cân nhắc đầu tư mở rộng thêm, tài chính trong tháng thu chi cân đối, nhờ vậy bản mệnh có thể tích lũy một khoản tiền kha khá để dùng cho tương lai. Một số con giáp có thể tận hưởng cuộc sống bằng cách đi du lịch, nghỉ dưỡng để xả hơi, điều này cũng rất hữu ích trong việc cải thiện tâm trạng của bạn. Tuy nhiên, cần chú ý hơn tới sức khỏe, những bạn mắc bệnh dạ dày, viêm ruột thừa và các bệnh cũ khác thì nên ngừng ăn đồ lạnh, đồ nhiều dầu mỡ. Tháng 11 âm lịch, nguyệt lệnh Bính Tý. Tháng 11 âm lịch của người tuổi Giáp Thìn mọi việc hanh thông, người làm công ăn lương, liên tục được cấp trên tin tưởng và trọng dụng. Cơ hội thăng tiến rộng mở, người làm kinh doanh có vận tài lộc, nếu chí thú làm ăn thì sẽ rất nhanh dư giả. Tháng 12 âm lịch, nguyệt lệnh Đinh Sửu. Bước sang tháng cuối năm Giáp Thìn, người tuổi Giáp Thìn tiếp tục có sự nghiệp vững chắc, ổn định, được nguyệt lệnh che chở ủng hộ. Đầu tháng thiên ấn mang tới điểm công việc thuận lợi, cuối tháng có thêm chính ấn song hành, giúp bạn lên chức, tăng lương, được trọng dụng, tài vận trong tháng cũng vô cùng lý tưởng. Ngoài các nguồn thu phụ, bản mệnh còn có thêm khoản thưởng hoặc nhận được món tiền lớn từ đối tác, khách hàng hay những người vay mượn trước đó. Tuy nhiên, sức khỏe có phần giảm sút, cần cẩn trọng hơn khi đi lại, đề phòng va chạm xe cộ hoặc các vấn đề về xương khớp, tê bì chân tay. Vâng, thưa quý cô bác, đối với một thiếu niên, sinh nhật là một ngày rất đặc biệt, khi lớn hơn không chỉ đơn giản là vui vẻ đãi bạn bè một bữa ăn tại nhà hàng yêu thích, mà còn có thể tự lái xe một mình, về nhà trễ hoặc tự quyết định mình muốn làm gì. Lớn tuổi hơn, đồng nghĩa với nhiều tự do hơn, nhưng khi số 29 chuyển thành 30 hoặc 39 thành 40, cái nhìn này có thể thay đổi, năm này qua năm khác. Những thay đổi sẽ xảy ra ngày càng nhiều, về thể chất bạn cũng sẽ thay đổi, sức bền và sự trao đổi chất không còn như trước nữa, sức khỏe bắt đầu có vấn đề. Kết quả là, khi là một thiếu niên bạn cho rằng tuổi sẽ tỷ lệ thuận với tự do, bây giờ bạn có thể cảm thấy rằng tự do của bạn sẽ giảm đi khi bạn già đi. Do những hạn chế về thể chất bạn có thể bắt đầu có, tất nhiên bạn không thể chống lại thời gian nếu bạn cứ phàn nàn về tuổi tác của mình. Bạn chỉ không thể tận hưởng được thời gian mình có, hãy nhớ rằng không phải ai cũng được phúc trường thọ. Dưới đây là một số cách bạn có thể tận hưởng tuổi của mình một cách khôn ngoan. 1. Làm điều bạn yêu thích. Đừng giới hạn cuộc sống của bạn chỉ với sự nghiệp, hôn nhân và gia đình. Hãy làm bất cứ điều gì bạn thích để thể hiện bản thân. Điều này mang đến sự hài lòng về bản thân và tăng cảm giác hạnh phúc. Chắc bạn biết là hạnh phúc giúp tăng cường khả năng miễn dịch và giảm căng thẳng. Do đó, ổn định sự lưu thông của máu và nhịp tim, giữ gìn sức khỏe là một trong những tác động tích cực của hạnh phúc. 2. Thử những điều mới mẻ. Bạn không bao giờ quá già để thử một cái gì đó mới, cố gắng làm điều gì đó mới mẻ ngoài thói quen của mình. Sự hạnh phúc khi vượt qua thách thức có thể làm cho bạn cảm thấy trẻ ra. Đôi khi bạn cảm thấy thử thách mới có vẻ khá khó khăn, nhưng chính những hoạt động đó về lâu về dài có thể lại trở thành thói quen hay thậm chí là sở thích của bạn. Nếu có cơ hội, hãy đặt bản thân vào những điều mới mẻ để cuộc sống thêm tươi trẻ và có ý nghĩa hơn. 3. Duy trì giao tiếp xã hội.
Một trong những cảm xúc nảy sinh lúc tuổi già là cảm thấy vô dụng vì không còn khả năng làm những việc mà trước đây mình có thể làm dễ dàng. Giữa liên lạc với bạn bè cũ sẽ giúp bạn quên đi những cảm xúc đó. Bạn không chỉ có bạn bè để ăn mừng những khoảnh khắc hạnh phúc mà còn có nhau khi hoạn nạn khó khăn. 4. Sống khỏe mạnh. Chúng ta thường khao khát có một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Nếu bạn chưa biết bắt đầu từ đâu, hãy thử chú ý hơn đến dinh dưỡng và sức khỏe của bản thân và gia đình. Những thực phẩm bổ dưỡng thường giúp cơ thể chúng ta trở nên khỏe mạnh hơn và hấp thu tốt hơn. Khi một người ở lứa tuổi trung niên, họ thường rất chú ý đến vấn đề thực phẩm bởi chế độ dinh dưỡng cho người cao tuổi đôi khi không giống với những người trẻ. Ngoài ra, để sống khỏe mạnh hơn, bạn hãy cố gắng giảm sự căng thẳng mỗi ngày, sống thoải mái và suy nghĩ thoáng hơn. Hiện nay có rất nhiều người mắc những căn bệnh lối sống, như là có một số bạn trẻ thường hay thức khuya dậy muộn và suy nghĩ quá nhiều chẳng hạn. Bên cạnh đó, tập thể dục thường xuyên giúp bạn duy trì sức khỏe và cải thiện tinh thần. Mỗi ngày tập thể dục khoảng 30 phút, theo thời gian bạn sẽ thấy mình trẻ và khỏe hơn. 5. Đừng so sánh bản thân. Không phải ai cũng có thể trông giống như một người 25 tuổi, ở tuổi 40. Nếu bạn tiếp tục so sánh bản thân với tuổi trẻ của mình, bạn thậm chí có thể cảm thấy bị trầm cảm. Điều quan trọng là bạn khỏe mạnh và làm việc tốt. Những thay đổi thể chất khi bạn già đi là không thể tránh được. Nhưng điều đó không có nghĩa là tâm hồn của bạn cũng phải thay đổi, đúng không? Bạn có thể sống hạnh phúc và có ích ở tuổi già. Hạnh phúc sẽ ánh lên trên gương mặt bạn và khiến bạn đẹp đẽ. Ngược lại, nếu bạn cảm thấy không hạnh phúc, điều đó sẽ phản ánh trong cuộc sống hàng ngày. Hãy nhớ rằng, bạn chỉ già nếu bạn cảm thấy như vậy. Trên đây là 5 phương pháp để bạn có thể có một cuộc sống hạnh phúc hơn khi về già. Hãy bắt đầu ngay hôm nay để thấy mình luôn tươi trẻ, khỏe mạnh và có một kỳ nghỉ hưu đáng mong đợi. Có những điều con người thường bỏ qua khi tuổi còn trẻ, để rồi lúc về già mới cảm thấy tiếc nuối. Bạn ít nhưng bè nhiều. Khi trẻ tuổi ai cũng mong mở rộng mối quan hệ, quen biết càng nhiều người càng tốt, càng nhiều bạn chứng tỏ bản thân càng thành công. Nhưng rồi khi ở tuổi xế chiều, chúng ta sẽ nhận ra, dù quen biết nhiều người nhưng khi gặp khó khăn, ai sẵn sàng giúp đỡ, khi ngỏ ý vay tiền hoặc cần sự trợ giúp, không nhiều người vô tư đưa tiền cho bạn. Thời gian sẽ giúp sàng lọc những mối quan hệ kém chất lượng, tiền bạc sẽ giúp nhìn thấu lòng nhau. Những va vấp, ngã rẽ trong cuộc đời sẽ giúp bạn tìm ra đâu mới là người bạn chân thành. Những người bạn tốt thực sự không dễ dàng có được. Có thể khi vui vẻ họ không ở bên, nhưng khi bạn buồn, chắc chắn họ là người đầu tiên đến bên bạn. Khó khăn là một phần cuộc sống. Khi còn trẻ ai cũng có lúc cảm thấy cuộc sống quá khó khăn, bạn không thể muốn gì được đấy, mọi việc cần dựa vào quyết định của ba mẹ, thầy cô. Khi đi làm lại phải nghe lời sếp, ví dụ khi còn đi học, bạn cảm thấy các kỳ thi quá khó và đặt nghi vấn liệu việc học đem lại giá trị gì cho bản thân. Đến khi tốt nghiệp, bạn mong được nhận vào các công ty lớn, nhưng không ngờ tìm việc khó đến vậy. Lúc đi làm, bạn lại phàn nàn công việc áp lực, tiền lương không tương xứng với công sức đã bỏ ra, nhưng rồi, bạn đã vượt qua tất cả, thực tế khó khăn là một phần của cuộc sống. Nếu mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, con người sẽ không phát triển, khó khăn cũng sẽ chỉ xuất hiện ở từng thời điểm. Thay vì than vãn, phàn nàn, cách tốt nhất là hãy mỉm cười tự tin và chấp nhận mọi thứ. Sống là tận hưởng chứ không phải tích góp. Nhiều người có suy nghĩ phải tích góp thì mới có cuộc sống đủ đầy, ví như khi mua món đồ mới. Thay vì dùng luôn lại cất đi cho mới, hay để dành cho con cháu sau này, có miếng bánh ngon, muốn ăn dè lại cất đi, nhưng vài ngày sau phát hiện miếng bánh đã hỏng, không thể ăn được nữa. Có người lại gom góp mua nhà, nhưng cứ lần nữa bởi nghĩ nếu mua xong sẽ hết sạch tiền, vì thế quyết định chờ đợi dành thêm chút tiền nữa. Kết quả nhà không mua được bởi giá bất động sản tăng lên quá cao so với số tiền họ đang có. Thời gian không ngừng trôi, mỗi phút qua đi, giá trị những gì bạn đang có lại càng giảm, nên tận hưởng niềm vui và hạnh phúc hiện tại. Không nên cố gắng níu giữ và kéo dài hạnh phúc của mình, vì sau khi thời gian trôi đi, có thể bạn sẽ không bao giờ tìm được cảm giác đó. Sức khỏe luôn là ưu tiên số 1. Lúc trẻ ai cũng từng thức khuya làm việc hay đắm mình trong những thú vui riêng mà không hề quan tâm tới sức khỏe. Khi đó bạn sẵn sàng làm bất kỳ điều gì bản thân mong muốn chỉ vì mưu cầu hạnh phúc hoặc kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng một khi quá sức, cơ thể rệu rạo, buộc phải đến bệnh viện thường xuyên, bạn mới hiểu dù tiền kiếm được bao nhiêu cũng không đủ chi trả cho việc chữa bệnh, lúc đó mới quan tâm tới sức khỏe thì đã muộn. Những cuộc nhậu bạn tham gia hồi trẻ, anh em chiến hữu thể sống chết có nhau, vui vẻ cùng hưởng. Nhưng đến khi bạn nhập viện, trong số những bạn nhậu đó, ai sẽ là người quan tâm tới bạn? Hay họ sợ phiền phức và liên lụy, tiền bạc, tình cảm nếu mất đi vẫn có khả năng lấy lại được, nhưng sức khỏe chắc chắn không thể. Cuộc sống là vậy, nếu muốn hạnh phúc,
sức khỏe cần đặt lên hàng đầu. Người ta nói nhiều về vấn đề cách sống, có quan niệm cho rằng nếu sống mà không biết tiêu tiền là không biết cách hưởng thụ cuộc sống, tiết kiệm tiền là hành hạ bản thân, nhưng trên thực tế không phải lúc nào cũng giống như vậy, quan niệm sống còn phụ thuộc vào cách nghĩ mỗi người. Và không phải cứ nhiều tiền và tiêu xài hoang phí mang lại hạnh phúc, còn tiết kiệm cũng là một đức tính tốt, thậm chí còn là bí quyết để dẫn tới thành công. Vậy, thế nào mới là cách sống đúng? Hãy hưởng thụ khi kiếm ra tiền. Không ai có thể phủ nhận, hưởng thụ khi kiếm ra tiền là quyền tất yếu của con người, khi nó đi kèm với lao động, với nỗ lực đóng góp, cống hiến. Vì hưởng thụ khi kiếm ra tiền là cách duy nhất để chúng ta sạc lại năng lượng sau những toan lo cuộc sống, sau những vất vả với nhịp điệu của công việc trong guồng quay của cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, hưởng thụ số tiền mình làm ra một cách điều độ và lành mạnh không phải là điều dễ làm và không phải ai cũng làm được. Có rất nhiều người làm việc hơn 10 tiếng một ngày, không ngày nghỉ, không ngày lễ, không hội họp gia đình và không tụ tập bạn bè. Họ rời lịch nghỉ ngơi hết lần này tới lần khác, họ không có một cuộc sống ngoài công việc, họ quên cách hưởng thụ để công việc trở thành cuộc sống. Nhưng cũng lại có rất nhiều người lạm dụng quyền hưởng thụ chính đáng để sa đà tận hưởng. Họ dùng số tiền kiếm được ăn chơi tối ngày và tiệc tùng liên miên, thuốc lá, rượu và quan hệ không an toàn, đó là một cách khác để hủy hoại bản thân. Làm ra tiền là điều tích cực, luôn được mọi người ủng hộ và ai cũng muốn làm ra tiền. Tuy nhiên, nếu biết tiêu xài thông minh thì giá trị đồng tiền làm ra sẽ tăng cao. Do vậy, chúng ta phải biết tiêu số tiền mình làm ra một cách hợp lý nhất, tiền tương đương với những thứ tương ứng với số tiền đó. Biết cách tiêu tiền thì chúng ta phải biết cách mua những thứ có giá trị cho bản thân mình. Đừng vì tiết kiệm mà hành hạ bản thân khi kiếm ra tiền. Người ta cũng phải học cách tiết kiệm tiền một cách hợp lý, đúng đắn. Nhưng nhiều người lại nhầm lẫn giữa tiết kiệm và keo kiệt để rồi tự hành hạ bản thân. Đơn giản như một người biết tiết kiệm sẽ ăn vừa đủ, không phung phí thức ăn, không mua sắm vô tội vạ, không để máy điều hòa khi không có người, tái sử dụng và có kế hoạch du lịch trước trong năm, không dùng credit để tiêu thụ những vật chất mà sức lao động bản thân chưa cho phép. Một người tiết kiệm đúng cách sẽ tiết kiệm tiền có mục đích, dùng tiền tiết kiệm để lo cho tương lai, những điều cần thiết trong cuộc sống. Nhưng cũng có những người vì tiết kiệm mà hành hạ bản thân, không dám tiêu xài, không dám mua một món đồ mình thích, ăn thứ mình muốn ăn vì sợ tốn tiền, họ chỉ lo làm rồi gom nhặt tiết kiệm. Khi nói đến tiết kiệm thì phải kể đến người Nhật, họ được cho là những người tiêu tiền thông minh nhất. Họ không thích phô trương sự giàu có nhưng cũng chẳng phải sống kiểu quá tiết kiệm. Người Nhật không phân biệt tuổi tác, giới tính, giàu nghèo, bất kể là ai họ vẫn kiếm tiền. Trẻ thì lấy thời gian đi làm để kiếm tiền và thuê người giúp việc, còn người già đi làm giúp việc, vậy là già trẻ cũng tự có tiền, hỏi sao không giàu. Khác với suy nghĩ của chúng ta, họ không bao giờ có suy nghĩ sẽ phí tiền quá mức cho các bữa ăn, họ tiết kiệm của chung, của công trước và sau đó tự nhiên tiết kiệm được cho bản thân họ. Dù là ăn buffet, họ cũng ăn vừa phải, đó là cách tiết kiệm cho người khác, tiết kiệm cho chủ doanh nghiệp, đất nước và nhờ đó tiết kiệm luôn cho cả bản thân. Nhà cửa là thứ tốn kém nhất của chúng ta, nhưng đối với người Nhật họ nghĩ rằng chỗ ở không là bao, tiết kiệm chuyện xây nhà tức là tiết kiệm được nửa chi phí trong đời rồi. Họ xài hàng nội để tiết kiệm cho bản thân và làm giàu cho người nước mình. Do vậy, hãy học cách hưởng thụ cuộc sống. Khi kiếm ra tiền đừng ngần ngại tìm kiếm những điều khiến bản thân cảm thấy thoải mái. Đừng vì tiết kiệm mà không mua những thứ mang lại vui vẻ cho tâm hồn mới khiến cuộc sống của bạn trở nên hạnh phúc. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.